Hôm nay cũng phải cố lên nhé người làm công. Anh phát hiện hay không? Trong chợ hôm nay thật đông người. Đừng nhiều lời nữa, khẩn trương đi. Em phát hiện hôm nay chị Lý đó tô son rồi. Nên nhìn thì nhìn, không nên nhìn thì đừng có nhìn. Đi thôi. Nào 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 nào, chào buổi sáng nha. Vất vả rồi. Chào cậu. Chào chị. Chào cậu, lại vất vả hai cậu rồi. Tôi nói với cậu, cậu không được phiếu quản lý thì cú xéo cho tôi. Con trai bác ấy thua bạc, đã lấy trộm hết tiền của bác ấy. Bây giờ tiền thuê không đợp được rồi. Nhớ đợp phiếu quản lý đấy, anh Bin. Anh à, tiền. Anh Bin, xin lỗi anh Bin à. Anh xem chuyện tôi đầu tư lần trước có lẽ hoàn vốn rồi đúng không? Trong nhà tôi sốt ruột dùng tiền, đúng là đang đợi để dùng. Không phải tôi đã nói với cậu rồi sao? Đối phương chưa đưa tôi tiền hoàn vốn, tôi có thể làm thế nào chứ? Không phải anh Bin. Anh Bin, alo. Thiệt tình, to thế. Thế nào? Chưa từng thấy to như vậy. Đây là hàng đặc biệt loại A, đất sinh đất dưỡng. Chỉ một nhà này 3 tháng hoàn tiền vốn, 6 tháng gấp đôi. Làm trên một năm các cậu tính xem, có thể kiếm được nhiều tiền như vậy thật hay sao? Nói kiểu gì thế? Đừng có uổng phí lòng tốt của tôi. Ông chủ Chu, đừng để ý nha. Hai tên nhóc này trước đây làm buôn bán công ích, chưa lần nào kiếm được tiền. Hiểu, vô cùng hiểu đó. Thị trường có rủi ro, đầu tư cần thận trọng mà. Nhưng mà hai cậu đã từng nghĩ chưa, vì sao tôi lại làm cái này? Vì trên thị trường chưa có. Kinh doanh mà, hoặc là làm sớm, hoặc là làm tốt. Cua hoàng đế này một khi mở ra thị trường, đó giống như để người châu Phi đi chân đất, bắt đầu đi giày. Các cậu nói xem, đến lúc đó đồng hồ vàng này, xe Mercedes-Benz này, đó đều là kết hợp tiêu chuẩn. Thế nào? Nếu như không có vấn đề gì, vậy thì chúng ta liền ký hợp đồng trả tiền hàng. Được. Ai thế? Tôi trả tiền, tôi trả tiền. Tôi trả tiền, tôi... Vào trong. Tôi sẽ trả tiền. Tôi chắc chắn trả tiền. Tôi chắc chắn trả tiền, xin các cậu đấy, các cậu tha cho tôi đi. Tôi đem tiền trả cho các cậu mà. Tôi có tiền, tha cho tôi đi mà. Tôi cầu xin các cậu. Tôi có tiền. Cho tôi thêm thời gian vài ngày. Chỉ vài ngày thôi. Thế này đi, ông coi như trượt ngã. Sau đó bụp một tiếng va vào đó. Như vậy đầu của ông liền toát ra. Đừng mà, tôi có tiền trả mà. Tôi trả cho các cậu mà. Tôi cầu xin các cậu tha cho tôi đi. Tha cho tôi.
Ông biết chúng tôi đến vài chuyến này, phí đi lại hết bao nhiêu tiền không? Ông đã không trả nổi tiền, nếu vậy thì ông tự sát luôn đi. Tôi không muốn, tôi trả tiền. Tôi trả tiền, không được. Thế chỉ có tôi tự mình ra tay rồi. Tôi không muốn. Đừng, đừng mà. Đừng, đừng. Đừng mà. Đừng. Đừng động đậy lung tung nhé. Đánh lệch sẽ càng đau đó. Lời chuyện này ấy hả? Tốt nhất là thoáng một cái thôi. Đại ca, xin lỗi à. Không phải bảo mày giữ chắc hay sao? Ba. Đi ra, đi ra. Đều đi xem tivi. Ba vợ tương lai của tôi hay sao? Không sao chứ. Ông có cô con gái xinh như thế, sao không nói sớm cho tôi biết? Nói sớm thì không cần phải làm thành cái dạng này. Không, cậu không được làm hại con gái của tôi đâu. Tôi xin cậu mà, cậu đừng làm hại con gái tôi. Tôi sẽ đem tiền trả cho cậu. Tôi xin cậu, cậu tha cho con bé đi. Ông phải cảm ơn con gái mình, là con gái ông cứu ông một mạng. Nhớ kỹ, nếu dám báo cảnh sát, con gái con sẽ mất mạng. Cậu tha cho nó đi mà. Tôi cầu xin cậu đó. Tôi xin cậu tha cho con bé đi. Tôi xin cậu mà. Xin chào. Tôi cầu xin cậu. Tôi xin cậu. Tôi xin cậu. Xin cậu. Vợ à, hôm nay em đi làm có phải rất mệt hay không? Anh một ngày làm ba phần việc thử xem. Có điều ít nhất em có tài xế đưa đón. Dĩ nhiên rồi, xe tốt lại còn có yên tốt. Anh thì mãi mãi đều là sứ giả bảo vệ cho em. Nói với em bao nhiêu lần rồi, đừng có ăn cơm hộp nữa, không đủ dinh dưỡng đâu. Đã cơm hộp rồi còn chú ý dinh dưỡng gì nữa? Nhà chúng ta lại không phải không có tiền. Với điều kiện bây giờ của nhà chúng ta, ít nhất phải thêm cái đùi gà chứ. Lại thêm miếng thịt kho tàu. Vậy cuối cùng cũng phải thêm cái cua hoàng đế, phải không? Cua gì? Ba đồ, anh điên rồi hay sao vậy? 600.000. Anh biết 600.000, chưa biết chừng 2 ngày nữa nó liền trở thành 6 triệu. Anh mỗi lần đều nói như vậy hết. Em mấy năm nay đến bộ quần áo ra dáng em cũng không dám mua. Em ăn tiêu tàn tiệm, gom góp 600.000 tiền nhà trả lần đầu. Em không biết. Anh đem tiền về cho em đi. Thuốc. Anh đi liền bây giờ, đem tiền đòi về đây. Nếu không đem tiền về, anh cũng đừng về. Vợ, cậu lái xe đều không nhìn trước mặt hay sao? Vợ à, em không sao chứ? Cái đó, xin lỗi nha. Sau khi anh sửa xe xong, trực tiếp đến tìm tôi. Tôi làm bảo hiểm xe cho anh. Vậy thì cậu cứ xuống xe xem một cái đi. Không cần đâu, chúng tôi đang vội. Vẫn là nhìn một cái cho yên tâm đi mà. Thật ra xe của anh cũng không có việc gì. Tiền sửa xe chỉ nhiều không ít đâu. Anh bạn à, cậu hiểu nhầm rồi. Tôi lại không phải vì tiền. Cậu vẫn là xuống xe xem một cái đi. Tôi nói anh, nhưng lúc tôi bây giờ dễ thương lượng. Anh mau cầm tiền đi đi. Thiệt tình, ông nghe không hiểu tiếng người hay sao vậy? Bảo ông cầm lấy thì cầm lấy đi. Không thấy mọi người đang vội về nhà hay sao vậy? Cầm lấy.
Đừng có nhặt nữa. Đứng lên. Đứng lên đi. Anh thái độ gì vậy? Đã đâm vào người ta còn vô lý như vậy nữa hả? Vợ à, có tiền thì giỏi lắm hay sao? Có tiền đâm vào người ta là có thể không xin lỗi hay sao? Được rồi, được rồi. Anh nói với bọn họ rồi. Nào, tiền trả cậu. Đại ca. Đại ca. Có tiền thì giỏi lắm hay sao? Đã đâm vào người ta, mày còn có lý hay sao vậy? Cậu không xin lỗi đi. Xin lỗi. Xin lỗi à? Xin lỗi. Xin lỗi. Làm hai vị hoảng sợ rồi. Tôi thay bọn họ xin lỗi hai người. Quý cô này, cô cũng đừng giận quá. Tức giận là không còn xin nữa đâu. Vậy được. Đợi sửa xe xong rồi tôi liên hệ các cậu. Vợ à, đi thôi, không đuổi với anh đâu đấy. Tiền nếu không trở về anh cũng đừng về. Không phải, em chính là số ăn cơm hộp. Em đi taxi về đây. Vợ, vợ à. Không phải em đi taxi, không cần tiền đâu. Anh à, anh đừng có đâm chiêu ủ dột nữa. Phải không? Chị dâu lại không phải tức giận lần đầu. Để chị hết giận đi, anh về nhà dỗ dành là được. Anh cảm thấy là vấn đề của anh. Cậu xem nhé, anh đã làm buôn bán không ít lần, làm cái nào cũng lỗ, lỗ không ít tiền. Mỗi lần lỗ vốn đều là chị dâu của cậu xuất hiện trợ giúp thôi. Cậu nói có phải vấn đề của anh hay không? Hình như là vấn đề của anh đó. Alo. Ông chủ Chu, là tôi đây. Đồ đều giữ ở hải quan rồi. Đây. Vậy, vậy làm thế nào? Lo ngoài. Đừng có nôn nóng, đang tìm người xử lý đây nè. Có thông tin liền báo với cậu ngay. Ngày đầu tiên liền bị giữ. Ông không phải kẻ lừa đảo hay sao? Kẻ lừa đảo? Kẻ lừa đảo tôi đây còn gọi điện thoại thông báo cho các cậu hay sao? Được rồi, vậy trước đã. Tôi còn nghĩ biện pháp. Này, 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 này. Xong rồi. Vốn của vợ em, mấy trăm nghìn mua con cua. Ông trời ơi, ông có thể đổi người để ức hiếp được không? Ông chủ à, đem bánh tôi vừa mới gói lại đưa cho tôi đi. Có ngay đây. Anh về ngay, mang đồ ăn cho em. Chồng à, quên mang chìa khóa hay sao vậy? Ai thế?
Xin chào. Vợ ơi, về rồi nè. Vợ à, vợ. Vợ. Chúng tôi đã phái người kiểm tra rồi. Khu của các anh có một chiếc camera giám sát. Với lại vào lúc 9 rưỡi đã hỏng rồi. Nhìn từ miệng vết cắt đường dây có lẽ là do người làm. Anh cảnh sát à, xin hỏi cậu tra ra được tin tức gì khác nữa không? Anh nhìn nhé. Trên camera giám sát cuối cùng quay được chiếc xe này, vô cùng đáng nghi. Anh cũng thấy rồi đấy. Trời quá tối, với lại còn đang mưa. Vẻ ngoài của kẻ tình nghi căn bản không nghi được. Biển xe này thì chúng tôi đã điều tra qua là biển giả. Kẻ hiểm nghi có lẽ sớm đã chạy trốn rồi. Trước mắt anh đừng hoang mang, chúng tôi sẽ truy xét hết sức. Có tin tức gì lập tức thông báo cho anh đầu tiên. Anh xác nhận trước một chút, chiếc xe này có ấn tượng gì không? Anh à, thế nào rồi anh? Chỗ em thì sao? Hỏi một lượt rồi đều không liên lạc được với chị dâu. Chết tiệt, sao chuyện gì chúng ta đều gặp phải vậy chứ? Alo, bị dọa rồi phải không? Anh là ai vậy? Chồng à? Tháp Na. Vợ à, em ở đâu vậy hả vợ? Chồng à? Chồng à? Ba đồ, ba đồ, ba đồ. Anh đúng là ba đồ. Xem phim chắc cũng không ít nhỉ. Sau khi bị bắt cóc thì bọn bắt cóc đưa ra yêu cầu đầu tiên là gì? Đừng báo cảnh sát nhé. Anh với cảnh sát có gì để nói? Vợ anh trong tay của tôi, muốn nói chuyện cũng phải nói với tôi phải không? Đừng để tôi lại thấy anh vào đồn cảnh sát nữa. Nếu không thì tôi sẽ giết vợ anh. Đừng đừng đừng. Đại ca à, anh tuyệt đối đừng như vậy nha. Anh muốn bao nhiêu tiền tôi đưa. Trên tủ lạnh trong nhà của anh có một tấm cạc. Trước 2 giờ mau đến đó. Nhớ đi một mình là được rồi.
Anh có ý gì chứ? Không ngờ anh tính hấp tấp như vậy đó. Nhìn thấy chiếc túi ở trên ghế đối diện hay không? Mở ra nhìn xem. Anh có ý gì thế? Tất nhiên là tiền bán vợ của anh. Không thì anh cho rằng tôi muốn tống tiền anh hay sao? Không phải đều là như vậy hay sao? Trong nhà hết tiền rồi, đều sẽ tìm một số đồ vật đi bán. Bán con vợ thì sao? Chỉ có điều pháp luật không cho phép mà thôi. Anh biết có bao nhiêu người đang buồn vì chưa có chỗ bán đấy. Tôi là nể tình vợ của anh xinh đẹp mới ra giá cao như vậy. Anh bị tâm thần hay sao vậy? Tôi không bán vợ. Rốt cuộc anh muốn thế nào đi? Tôi cũng có thể thông cảm anh một chút. Không có cách nào chấp nhận. Thôi thế này đi, anh cầm tiền về trước, ngắm nó một đêm. Tôi đảm bảo với anh, anh sẽ phát hiện cuộc mua bán này đáng giá. Hãy tin tôi. Còn nữa, không phải đã nói rõ là một người đến hay sao? Anh sao còn dẫn theo người khác? Vậy thì chỉ có thể bye bye thôi. Cậu Tiêu, xuống xe. Đại ca, đại ca. Alo. Alo. Đại ca, tôi nói rất mau, sẽ đem tiền trả lại cho anh. Anh đừng có gọi điện nữa được không? Xin lỗi nha. Không sao chứ vợ ơi. Tình huống. Được rồi. Sao vậy? Xe khác. Xin lỗi, nhận lầm người rồi. Xin lỗi. Bệnh tâm thần hay sao vậy? Vợ của anh ta bị bắt cóc rồi. Đối phương còn đưa tiền cho anh ấy nữa. Đối phương gọi điện nói là tiền mua chị dâu của tôi. Lời nói như vậy, đây rất có khả năng là cùng một vụ án mua bán phụ nữ trái phép. Tất nhiên là trái phép rồi, đây là cưỡng ép mua bán mà. Được, vất vả rồi. Mấy vụ án này chúng tôi sẽ cùng điều tra. Số tiền này chúng tôi giữ lại trước, tra giấu vân tay. Không, anh của tôi rất lo lắng khi nào có thể tìm được chị dâu của tôi thế. Nói thật nha, là vụ án này không phải là lần đầu tiên. Đây tuyệt đối là hành vi có tổ chức. Kẻ phạm tội rất giảo hoạt, manh mối của các anh rất có ích. Chúng tôi sẽ dốc toàn lực phá án. Cảnh sát Dương, tôi sẽ luôn đợi tin của anh đó. Được, duy trì liên lạc bất cứ lúc nào nha. Anh à, về nhà thôi. Đi thôi. Sơn trai, cậu nói có thể giúp được không? Giúp thì có thể giúp, nhưng mà giờ đây chúng ta đến tiền đổ xăng cũng sắp hết rồi. Cả huống hồ Sơn trai người đó, tôi cũng không phải ngày đầu quen cậu ta. Thấy tiền thì làm việc.
Xin lỗi, vừa rồi tâm trạng hơi xúc động. Về nhà sớm một chút đi. Trở về nói với anh một tin tốt. Bảo mày cút mà. Nghe không hiểu hả? Bảo mày cút đi. Đừng có ép tôi ra tay đó. Tôi đúng là rất cần tiền. Đánh cho tao. Anh Min, hắn nói hắn rất gấp. Tao đưa tiền cho tôi. Cậu chỉ nói cậu rất gấp, tôi cũng không biết cậu gấp cái gì nữa. Lúc nào về thế? Anh về ngay thôi. Đừng có sốt ruột quá. Tình hình của anh tôi đều biết hết. Tôi cảm thấy chuyện này không giống với bắt cóc.
Không giống bắt cóc hay sao? Tất nhiên rồi, ai đã bắt cóc còn đưa tiền cho anh chứ? Thông thường loại tình huống này, tôi nói lời này anh đừng không thích nghe nhé. Thông thường loại tình huống này đều là bên nữ đã lạc lối, theo kẻ lắm tiền, sau đó đóng kịch, lại đưa anh ít tiền là xong việc. Tháp Na không phải loại người đó. Đàn ông ấy thông thường đều không chấp nhận được hiện thực. Phụ nữ là hay thay đổi. Tôi thấy vợ của anh cũng rất xinh đẹp. Không phải, cậu nói bậy cái gì vậy? Cầm lấy tiền, giúp chúng tôi làm chuyện này. Như trường hợp của vợ tôi, có thể tìm được manh mối hay không? Nói lời này có ý gì thế? Ngày mai có thể tìm được vợ tôi không? Ngày mai? Không phải lời này cũng gấp quá rồi chứ? Chuyện này không có dễ làm đâu. Không phải sơm chai cậu, ý gì thế? Hai anh nhìn xem, đã nửa đêm mấy giờ rồi, giao gấp chuyển phát nhanh, còn phải thêm tiền kìa. Nào nhanh đi, có việc ngon. Nào, không phải không có tiền. Cậu xem, đây là đầu tư dự án tốt. 20% này là của tôi. Sau khi xong việc, tôi đưa cho cậu một nửa. Cậu cân nhắc một chút đi mà. Cua hoàng đế, khoản tiền hợp đồng đầu tiên 600.000. Được, coi như để mặt anh. Nói đi, trong tay của anh bây giờ đã có manh mối gì chưa? Vẫn tốt chứ? Tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi, có thể có chút đạo đức nghề nghiệp hay không vậy? Nhân đại ca, xin lỗi đại ca, nhốt bọn nó lại đi. Nhân, đi vào. Không phải là phải đi chợ xe cũ ra biển hiệu xe hay sao? Anh Tiêu à, đó là xe biển giả thôi. Chợ xe cũ có thể tra ra được, vậy thì gặp quỷ rồi. Người có đường, chợ xe đen rộng nhất thành phố ta chính là chủ của chỗ này đó. Chỗ này cậu đều quen hay sao? Được đấy, tôi cũng là lần đầu đến. Ngồi tùy ý đi. Đừng căng thẳng quá nha. Nơi kiểu này là nhìn thì dọa người. Lát nữa có chuyện gì trốn sau lưng của tôi là được.
Chị Bonnie, chào hai vị, có gì có thể giúp được? Chúng tôi thì muốn điều tra món giao dịch. Có cái biển xe giả, xe có lẽ là từ chỗ các chị mà ra. Chúng tôi muốn biết chủ xe là ai. Chúng tôi đối với thông tin khách hàng là phải bảo. Khốn kiếp, các đừng đánh nữa. Không phải chỉ là học hỏi tí thôi sao? Sao lại động tay động chân? Cứu tôi đỡ không nổi rồi. Cứu tôi với. Anh ơi, chúng ta cứu cậu ấy đi. Tìm mỗi cái tên thôi mà chậm chạp quá vậy hả? Tìm thấy rồi. Chỗ này. Không nhận ra anh, chúng ta đã quy ẩn giang hồ bao nhiêu năm. Khí thế trước đây sớm đã bị thế tục tầm thường che đậy. Cái gì? Anh biết bò vàng không? Bò vàng nào? Thì bò vàng của UFC. UFC? Bò vàng của UFC chính là anh ấy hả? Tôi là fan của anh ấy luôn đó. Cậu là fan của anh ấy mà lại không nhận ra. Cậu là fan giả mạo. Không phải. Bao nhiêu năm đã trôi qua rồi. Anh có nhớ bức ảnh chụp chung với Mai ở trong văn phòng tôi không? Hồi đó Mai bị bò vàng ấn xuống đất đánh túi bụi. Do bị thương nên giải nghệ, trải qua bao thăng trầm, lại sai vào con đường tội lỗi. May mà gặp được chị dâu của tôi. Nếu không thì anh trai của tôi đã sớm vào tù. Chị dâu cảm hóa anh tôi cũng đưa tôi thoát khỏi bể khổ. Cho nên chữ ký trên hợp đồng là bò vàng ký. Cậu, hai người nhanh lên được không? Đến rồi đại ca. Anh à, anh đừng có lo lắng. Cảnh sát vẫn liên lạc với em. Bọn họ đã có manh mối, đang tìm chứng cứ, cần thêm thời gian. Anh Tiêu, nhanh lên. Đại ca đang sốt ruột đó, đến rồi.
Nhanh lên, theo tôi, nhanh đi theo tôi. Nghe không hiểu tiếng người hay sao? Kêu cậu cầm thì cậu cầm đi. Xuống xe. Vợ tôi đâu? Mở cửa. Xuống xe. Xuống xe mau. Mở cửa. Vợ tôi đâu? Đại ca, không sao chứ? Đại ca, anh không sao chứ? Không sao. Cảnh sát Dương. Cảnh sát Dương, qua đây. Người chết này tuổi tác và đặc điểm bên ngoài rất giống với người mất tích, vậy nên mời anh đến xác nhận. Vụ án có tiến triển mới, nhất định sẽ nhanh chóng tìm được nhóm người này. Thế nào? Không phải. Đội trưởng đã tìm được người chết tên là Tác Duy Ca. Một năm trước chồng của cô ta từng đến báo án. Tôi biết rồi. Đại ca, đã tìm ra đấy. Chồng của Tác Duy Ca tên là Thiệu Ân. Nếu như chưa dọn nhà vậy hắn vẫn còn ở đấy. Khát quá đi, cho tôi ngụm nước. Nước ở đây cũng ngon đấy. Đại ca, thật xin lỗi, nhà của tôi ngay cả chỗ ngồi cũng không có. Thật sự tôi rất hối hận, là tôi đã hại cô ấy. Một năm trước tôi làm ăn thất bại, nợ người ta hơn 30 triệu. Hơn 30 triệu đấy. Lúc tôi sức đầu mẻ trắng, Tác Duy Ca đề nghị ly hôn với tôi. Lúc đó tôi mệt mỏi không biết làm thế nào. Sau đó có một hôm tôi bị bắt cóc. Mới đầu tôi còn nghĩ là chủ nợ ép tôi trả tiền. Cứu tôi! Cứu tôi! Cứu tôi với! Anh xem này, vui thật đấy. Tôi đã nghe nói anh làm ăn thất bại, cô ấy lại âm ỉ muốn ly hôn. Là phụ nữ này còn cần làm cái gì nữa? Anh muốn làm gì? Bán cho tôi. Cái gì? Bây giờ vợ anh đáng giá 150 ngàn. Tôi không biết số tiền này có đủ giúp anh trả nợ hay không. Nhưng mà không sao đâu. Chào đón anh tìm đến chúng tôi. Mong chỉ bảo nhiều. Chút
Anh có cuộc sống vui vẻ. Chắc chắn lúc đó tôi điên rồi. Nếu anh vẫn còn là một người đàn ông thì nên đứng ra chỉ tội bọn chúng, phối hợp với cảnh sát lấy bằng chứng. Tôi cũng đang tìm bọn chúng đây. Cái này là danh thiếp bọn họ đưa cho tôi lúc đó, cũng không biết có tác dụng gì hay không. Sau khi anh sửa xe xong, trực tiếp đến tìm tôi. Tôi làm bảo hiểm cho anh. Xin lỗi anh, đợi lâu rồi. Xin hỏi anh muốn thực hiện khoản vay nào? Chúng tôi có nhiều khoản vay lắm, tốc độ cho vay cũng rất nhanh. Chúng ta đã từng gặp nhau. Thật sao? Là như thế này à? Mỗi ngày tôi đưa nhiều danh thiếp lắm, không biết anh là ai vậy? Mong chỉ bảo thêm. Tôi nói chúng ta đã gặp nhau. Xe của tôi đã sửa xong rồi. Xe sửa xong rồi hay sao? Xe. Anh nói xe của anh sửa xong rồi. Xe sửa xong rồi hay sao? Xe sửa xong rồi. Không phải sửa cái xe hay sao? Không cần làm như vậy chứ. Tấm danh thiếp này là anh đưa cho tôi. Tấm danh thiếp này là anh đưa cho Thiệu Ân. Trùng hợp là vợ của hai chúng tôi đều bị bắt cóc. Không phải chứ? Bắt cóc thì anh tìm cảnh sát, tìm tôi làm cái gì? Làm gì đấy? Đau. Đau. Đau quá. Tôi không thở được nữa. Cà phóng này luôn thông qua công ty cho vay của chúng tôi đi tìm mục tiêu. Những cô gái đó chính là hàng thế chấp của hắn. Những người đó không trả được tiền, đợi sau khi không còn gì sẽ bị đưa vào tay của bác sĩ. Để làm gì chứ? Cậu nói đi. Chọn lấy nội tạng. Bây giờ bọn họ đang bị nhốt ở đâu? Theo tình hình bây giờ, có lẽ sẽ chuyển đi. Bọn họ bị nhốt ở đâu? Đại ca, chúng ta cứ trực tiếp đến đấy hay sao? Không thì sao? Đợi bọn họ chuyển đi thì biết đường nào mà tìm. Không cầu cứu viện binh hay sao? Anh không thấy Ca Phóng giống như bị điên đó. Ngộ nhỡ hắn bắt chị dâu. Em chỉ nói ngộ nhỡ thôi. Em cũng chỉ lo cho an toàn của chị dâu. Tháp Na đang mang thai, vì không thể nào chậm trễ được. Đi. Hai người liên hệ với cảnh sát Dương, giao mảnh đải cho anh ta. Anh yên tâm đi.
Đưa tất cả bọn họ đi. Dân, Tiểu Đàm, Tiểu Đàm, chị đi đi, nhanh đến đỡ anh. Nhưng anh không sao chứ? Không phải anh nói cậu đỡ hay sao? Mang đi. Đứng dậy. Alo, lão đại. Đến nơi chúng ta chia nhau hành động, xác định vị trí lập tức thông báo phía cảnh sát. Cứu tôi, cứu tôi, đợi tôi với. Cứu tôi, cứu tôi. Đại ca, em và anh Tiêu tìm bên này. Anh cẩn thận nha. Đi. Thắp Na. Thắp Na. Na. Thắp Na. Giết hắn đi. Người đâu? Mày muốn chết hả? Đừng ép tôi. Tôi đến tìm vợ tôi. Vợ tôi đang ở đâu?
tao rồi tao nói cho mày biết. Nói đi, bọn họ đang ở đâu? Nhanh lên! Đợi không kịp nữa, chúng ta đi cứu người trước. Nhanh lên, đừng lê mê. Chị dâu đâu? Đừng sợ, chúng tôi đến cứu mọi người đây. Anh Tiêu, mau báo cảnh sát đi. Thank you.
Anh à, có một cô gái nói lúc nãy chị dâu đã chạy trốn rồi. Cảnh sát Dương, anh xem những người khác đều ở đây, chị dâu của tôi lại không thấy đâu hết. Đừng có lo lắng, chúng tôi sẽ dốc toàn lực truy tìm. Quay xe. Nhanh lên, nhanh lên. Nhanh. Nhanh, nhanh. Nhanh lên. Nhanh, nhanh. Lái nhanh đi. Lại đây. Lại đây. Vợ. Vợ à, đụng tôi đi. Đụng đi. Vợ à, đừng chỉ gọi vợ nữa, có giỏi đến đụng tôi đi. Không dám hả? Không dám thì bye bye nha. Bye. Chống hắn. Đến bên đây. Đụng hắn. Đụng đi. Tỉnh lại. Tỉnh lại đi. Chỉ vì một đứa con gái thì mạng mình cũng không cần. Cô ta vô giá hay sao? Giá cả không được thì lại bàn tiếp, hà cớ gì phải kiếm chuyện. Đến đây. Ra đây. Ra đây.
đứng lên. Đừng qua đây. Đại ca, đánh như vậy là đủ rồi. Đừng đánh nữa mà. Không phải cổ nhân có câu, buôn bán không thành nhưng mà vẫn còn tình nghĩa mà. Anh đừng qua đây, tôi cho anh tiền. Không phải vấn đề tiền bạc. Anh đừng qua đây, anh đừng có ép tôi. Anh còn đến tôi sẽ tự sát đó. Tôi sẽ tự sát thật đó. Đừng có tuyệt tình như vậy. Vợ của anh, anh đi xem vợ của anh đi. Vợ của anh sắp chết rồi. Nhanh đi. Đau quá. Chính nghĩa sẽ không đến muộn. Vợ à, vợ à, vợ, vợ à. Tỉnh lại đi em. Vợ, vợ à, em tỉnh lại đi. Chồng, chồng mà, chồng mà, chồng mà. Em sai rồi. Em sau này đều nghe anh hết. Gần đây, cảnh sát phá được một vụ trọng án. Tập đoàn tội phạm do ông Trùm Ca Phóng đứng đầu. Bị cáo buộc nhiều tội danh như bắt cóc các cô gái và buôn bán nội tạng phi pháp. Theo thông báo từ phía cảnh sát, nhiều doanh nhân giàu có cũng tham gia vào hoạt động phạm pháp này. Trong đó, người chồng của một nạn nhân đã cung cấp rất nhiều manh mối và sự giúp đỡ cho cảnh sát trong vụ án này. Cảnh sát nhắc nhở mọi người gặp nguy hiểm phải báo cảnh sát đầu tiên, quý trọng tính mạng của mình. Trên tivi là ba đồ hay sao? Đúng vậy đó. Tiếp theo là một tin tức khác. Thông qua cuộc đối ngoại thương lượng, tàu chở hàng bị hải quan nước láng giềng tạm giữ gần đây để được thả ra. Đi nào con. Đi thôi. Chào anh chị, mời đi bên này. Chúc mừng sinh nhật, chúc mừng sinh nhật. Cả nhà ba người, hôm nay mọi người cứ thoải mái ăn uống vui chơi. Làm gì thế? Vợ à, anh sẽ không làm cho em tức giận nữa. Cũng không để cho em gặp bất cứ nguy hiểm nào đâu. Sau này anh sẽ nghe lời em hết. Anh sẽ chăm sóc cho hai mẹ con em thật tốt.